Gửi lời chào của em Hoàng An đến tất cả anh chị quý khách thân yêu. Hôm nay thứ bảy ngày 6 tháng 2 năm 2021, em Hoàng An lại vui mừng được chào đón tất cả anh chị đã đến với kênh YouTube An Ô Tô Cũ Bình Dương, kênh bán hàng duy nhất của siêu thị ô tô Bình Dương. Hôm nay thì cũng đã là 25 tháng chạp rồi. Đó. Thì em Hoàng An cũng sẽ cố gắng lên sóng một hai video nữa thôi, cũng không còn quá nhiều xe để gửi đến tất cả anh chị đâu. Thì ngày hôm nay em Hoàng An muốn lựa chọn một chiếc xe với tầm tiền chỉ 195 triệu là anh chị đã sở hữu một mẫu xe 8 chỗ ngồi quá quen thuộc, một thương hiệu của Toyota quá quen thuộc với tất cả người dân Việt Nam rồi. Một chiếc sản xuất 2006 đã được làm đẹp, đã được bảo dưỡng kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Trước khi đến tay anh chị là một chiếc xe ok, vận hành tốt. Và rõ ràng ở một chiếc Toyota Innova thì nó rất là bền bỉ. Sản xuất 2006 và đây là bản G anh chị nhé. Bản G nhưng em có một điều đính chính với anh chị rằng bản G nhưng mà là bản G xịn, không kinh doanh dịch vụ, không taxi, không khoan đục lỗ, không đổi màu. Chiếc xe hiện tại đang đeo biển số Đồng Nai và đây là đứng tên công ty anh chị nhé. Xe này thì là công ty mua về để chở cán bộ công nhân viên. Vì vậy mà em có thể tự tin khẳng định với anh chị rằng xe này là di xịn, không kinh doanh, không đổi màu, không khoan đục. Đó. 2006 và một chiếc xe quá bền bỉ, 13 năm, 14 năm rồi. Còn quá đẹp đúng không anh chị? 2016 và đây là có cái màu này là màu zin theo xe anh chị nhé. Em đại khái gọi màu này là màu xanh đen cũng được, xanh đá anh chị nhé. Cụm đèn pha thì halogen thôi, cũng đã được làm mới rồi. Thực sự ra với một chiếc xe này thì anh chị nhìn thấy tổng thể một chiếc xe từ ngoại thất, nội thất còn tươi, máy còn ok thì là ok thôi chứ còn cũng không đòi hỏi quá nhiều đúng không ạ? Và biển số này anh chị có thể để ủy quyền đi được. Đó. Biển số 4 số, còn với những anh chị nào ở Đồng Nai muốn giữ biển số này mà ra tên, em vẫn giữ được cho anh chị cái biển số này. Còn đâu tại thời điểm này thì sẽ không thể rút hồ sơ, cũng không thể ra tên được, mà bên em sẽ giao hết giấy tờ cho anh chị để anh chị đi và qua Tết sẽ xử lý giấy tờ cho anh chị, rất là đơn giản thôi. Cụm đèn pha halogen hết anh chị nhá, đã được làm mới cho anh chị rồi. Thì ở bản G này thì nó sẽ không có đèn gầm sương mù. Ở đây thì là chừa sẵn này để anh chị vào đèn gầm. Đó, sẽ không có túi khí, không có ABS, không có gương điện. Đó, đó là cái bản thiếu. Đó. Và xe này thì được chủ xe vào 4 quả vỏ Michelin khá là mới rồi. Và vỏ này thì rất là ok anh chị nhá. 4 vỏ Michelin rất là mới rồi. Đó. Sử dụng bộ mâm đúc la răng 14. Thắng đĩa trước, hai bánh sau là tăng trống. Đó. Xe cũng vào những cái chi tiết như là vè mưa cho anh chị này, ốp gương này. Đấy, các tay cửa này, nẹp kính inox này. Rất là mình đồng, khá là thẳng luôn, căng. Đó, bên em đã dọn ngon lành cho anh chị rồi, chỉ việc đi thôi. Đó, mà điều đặc biệt ở chiếc xe này là không có kinh doanh, không có taxi, không khoan đục, không đổi màu. Đó, xe chạy 300 ngàn rất hợp lý cho một chiếc xe công ty, bảo dưỡng rất đầy đủ luôn anh chị nhé. Đó, rất liền lạc đúng không ạ, cực kỳ liền lạc. Ngày hôm qua thì em đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi của anh chị ở Đắk Lắk, Bình Phước, Đắk Nông điện cho em hỏi về mẫu xe này. Vì vậy mà ngày hôm nay em cố gắng quay cho anh chị. Đó. Khá là ok thôi. Cụm đèn pha hậu sau halogen, to bản, dạng đứng. Đó, cũng được làm mới hết cho anh chị rồi. Đó. Đây cho chị coi phần đây, khoang hành lý sau rất rộng rãi nha anh chị nhá. Đó, tha hồ cho chị để đồ. Nếu mà anh chị gặp cái hàng ghế này vào nữa thì miên man luôn đúng không ạ? Đó, các đinh bấm còn nguyên, không hề lỗi gì cả, còn rất là liền lạc. Đây anh chị nhìn đó, những cái đinh bấm, những chi tiết ốc chưa tháo mở bất cứ một chi tiết ốc nào cả, còn quá ổn đúng không ạ? Đó, dòng này anh chị chạy thì khỏi nghĩ rồi, rất bền. Và thực sự ra với 195 triệu thì tại thời điểm này để kiếm một chiếc xe 8 chỗ ngồi thì rõ ràng chiếc Innova này làm lựa chọn rất chuẩn luôn. 2006 chưa một lần đổi biển, chưa một lần đổi chủ. Cho anh chị quay qua gầm ha, cũng còn tương đối lắm ạ. Đó. Xe công ty thì sẽ được bảo dưỡng bảo trì rất là đầy đủ luôn. Đó. Đó. Anh chị có thấy không, mình đồng khá là thẳng đúng không ạ? Đó. Còn cực kỳ là cứng cáp, sáng bóng. Em đã rửa dọn đánh bóng làm đẹp hết cho anh chị rồi. Màu xanh này cực kỳ là hiếm anh chị nhé. Đó. Và nhìn cũng rất là bắt mắt. Đó. 4 vỏ rồi, Michelin hết. Đó. Ổn đúng không ạ? Lẹp kính này, rất là sáng này, vè mưa cho anh chị. Các tay nắm cửa đều mạ chrome. Đó. Và ốp mạ chrome hết cho anh chị. Xe thì bên em cũng mới khám phí lưu hành cho anh chị luôn. Đó. Tất cả là vỏ Michelin hết. Đó.
Đây, cũng mới đóng phí đường bộ cũng như là khám xét lưu hành tháng 7 2021 cho chị. Giờ thì như chiếc xe Innova 206 này thì sẽ được khoảng 6 tháng thôi anh chị nhá, 6 tháng. Đó. 195 triệu và ngày Tết, giáp Tết rồi em Hoàng An sẽ giảm trực tiếp 5 triệu đồng một chiếc xe này, vậy là còn 190 triệu. Và rút hồ sơ và anh chị nào thực sự thiện chí em vẫn còn bớt nữa cho anh chị. Đó. Đây. Khoang động cơ. Đó. Thì anh chị nhìn không? Nó cũng cabo các thứ là cũng còn rất là ok. Còn tem zin luôn. Đó. Máy này thì bên em đã xử lý mặt máy gioăng cho anh chị rồi. Đây là đang rửa máy xịt dầu dưỡng ẩm anh chị nhá. Còn máy thì em bao tuyệt đối là thủy kích. Đó. Xe về bên em bảo dưỡng cho anh chị như là kiểm tra buji này. Đấy, kiểm tra buji, thay hết buji, dàn cò, thay dầu nhớt, dầu thay nhớt máy, nhớt số, thay hết cho anh chị rồi, lọc nhớt thay hết rồi. Đó. Kiểm tra phuộc, thước lái đầy đủ hết. Đó. Kiểm tra máy lạnh đầy đủ hết, xử lý hết rồi. Đó. Bởi tại vì với đời 206 thì nếu mà không bảo dưỡng thì không thể nào mà sử dụng được. Đó. Đó, bên trong còn rất là liền nha anh chị nhá. Tuyệt đối là không đâm đụng. Đó. Ok, máy 2.0. À, mức tiêu nhiên liệu thì tại thời điểm này em nghĩ là nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10 lít. Không thể tránh được đúng không ạ? Rồi, mời chị tham quan phần nội thất. Đây, nội thất của một chiếc xe 206 em nghĩ rằng còn khá ổn đúng không ạ? Rất tươi đúng không ạ? Đó, anh chị có thể thấy không? Nguyên bản là ghế lỉ nhưng đã được vào ghế da màu kem cho chị rồi. Và đây là tông màu xám anh chị nhé. Đây thì anh chị có thể thấy từ cái tabi này thì đây là tuyệt đối là không có khoan đục ở đây và nguyên bản. Đó, chất xe của 300 ngàn thì sẽ không có gương kính chỉnh điện và cũng như là không có gương kéo lên xuống ha, không gương điện mà chỉnh tay hết. Đó, đấy là bản thiếu nó nhờ như vậy. Các bậc lên xuống đây. Đây. Còn khá liên lạc nữa, vô lăng đây. Vô lăng của một chiếc xe chạy 323.000 340 km. Đó. Máy lạnh mát rất là sâu luôn anh chị nhá. Đấy, bên em kiểm tra máy lạnh cho anh chị rất là sâu luôn. Cho anh chị coi những cục cần số ha, rất là ổn. Tầm tiền này thì rất là vừa tiền cho anh chị rồi. Là anh chị mua được một chiếc xe người ta không có đổi màu, không khoan đục thì rất là ok, xe còn nguyên giá trị đúng không ạ? Xe chạy 300 ngàn thì mỗi một chiếc xe 206 thì cũng còn khá ổn đúng không ạ? Đó, các táp bi đây, táp lô cửa đây, táp lô đây. Đó, khá là đẹp đúng không ạ? Gần như là không có bóng gì cả, vết bóng gì cả. Một cái đầu CD thôi. CD cái này thì anh chị có điều kiện vào một cái màn hình Android đây thì quá ổn luôn. Đây cục cần số đây cũng được đúng không ạ? Đây cho anh chị coi ha. Và đây thì chỉ có một dàn điều hòa thôi. Đó, không có dàn điều hòa cho hàng ghế sau. Đó. Đấy, thì biết là nguyên bản hết. Đó. Chị nhá. Ok. Đó, còn rất là đẹp anh chị nhá. Đó. Tất cả những cái chi tiết còn ốc còn chưa tháo mở luôn. Đó. Những chi tiết keo này còn zin hết đây chị ạ. Chi tiết keo này còn zin hết này. Đó. Anh chị có thể thấy. Anh chị có thể thấy nhá. Đó, mọi chi tiết là nguyên bản này. Đó. Chưa mất keo chỉ luôn. Đó. Các tabi cửa rất sạch sẽ đúng không? Cực kỳ sạch sẽ ha. Liền lạc. Ok. Đây, cho chị quay hàng ghế sau. Quá ok đúng không? Đó, những chi tiết ốc này anh chị thấy không? Chưa tháo mở luôn. Đấy, xe rất là liền luôn ạ. Ghế ra sạch sẽ ha. Ok. Nót sàn đầy đủ cho anh chị rồi. Nót sàn đầy đủ cho anh chị luôn. Đó. Đấy, bên kia cũng vậy thôi. Đó, tất cả là rất là ổn ha. Sạch sẽ. Đấy, anh chị có thể thấy những cái chi tiết ốc cửa gần như là chưa tháo mở luôn. À, vì vậy mà anh chị đấy, hàng ghế sau đây, cái hàng ghế thứ hai này anh chị có thể tùy chỉnh kéo lên xuống. À, hàng ghế sau thoải mái cho anh chị luôn. À, rất ok nha anh chị nhá. Bản gì nhưng mà xe còn rất là cứng, 206. Những chi tiết cửa nguyên bản hết. À, này thì anh chị gặp vào tạo thành khoang chứa hành lý vô cùng rộng rãi rồi. À, tha hồ cho anh chị luôn. Ok. Đó, đấy, tổng thể của một chiếc xe 2006 vẫn còn nguyên giá trị đúng không ạ? Xe không taxi, không kinh doanh, không dịch vụ, 195 triệu và bớt trực tiếp cho anh chị 5 triệu.
chỉ còn 190 triệu và giá này đã bao gồm chi phí rút hồ sơ cho anh chị luôn. Trên đây là một chiếc Innova bản Z206 mà em Hoan lựa chọn gửi đến anh chị. Siêu thị ô tô Bình Dương thì cũng không chuyên về những dòng này, nhưng mà với những chiếc xe mà đời sâu một chút thì bên em cũng cố gắng làm sao mà lựa chọn những chiếc xe đẹp để mang về phục vụ anh chị. Và xe tất nhiên còn bảo hành cho anh chị rất ok và đã được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ hết đầy đủ cho anh chị rồi. Một lần nữa thì em Hoan cảm ơn chị đã dành một chút thời gian quan tâm theo dõi về mẫu xe Innova 195 triệu của siêu thị ô tô Bình Dương. Cảm ơn anh chị và gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Kính chúc tất cả anh chị có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, và nhớ giữ gìn an toàn cho bản thân và cho cộng đồng anh chị nhé. Cảm ơn anh chị. Xin chào và gặp lại anh chị.